cái quá trình xúc sinh khối để tạo ra một cái dòng sản phẩm đặc biệt sắp tới mọi người sẽ được xem. Cái này cũng không phải là phân mà cũng không phải là giống, mà nó là cái hỗn hợp mà chúng ta sẽ cho ra mắt một cái sản phẩm cao cấp thật sự dành cho một cái dòng hoa cực kỳ cao cấp, mà nói tới một ai cũng mọi người ăn mắt hồn, một loại hoa giá đến hàng tỷ đồng một cây. Cái này thì theo khía cạnh kỹ thuật thì mình đảm nhiệm làm sao để cho ra chất lượng sản phẩm tốt nhất để cho anh em chơi, cụ thể luôn là lan đột biến giả hạt yên tâm nhất, với một cái nguồn dinh dưỡng bản chất từ đất mà ra, tức là từ phân, từ trùng. Thì khoảng tuần sau sản phẩm sẽ ra mắt và mọi người sẽ thấy như thế nào. Mình chính tay ra đây xem anh em, giám sát anh em, chị em công nhân xúc giống để ta lên đưa vào nguyên liệu để sản xuất và chế biến ra cái sản phẩm mới này.